Vâng, Tâm lại tiếp tục lên sóng một con Camry nha cô chú anh chị. Camry đời 2007, bản full 2.4G. Số tự động thì Camry đâu có số sàn đâu. Từ form form mới, form 2007 trở lên hình như là không có số sàn. Xe này đời 2007 ha, 2.4G. Mới lắm quý vị ạ. Đèn là đèn đèn bi nha, đèn bi zin nè, đèn gầm nè. Đồ đạc của nó còn sáng trưng nè. Xe này là được sở hữu là màu vàng cát ha, biển số 60A95553. Xe được sở hữu màu vàng cát. Chất xe thì đẹp nha. Từ trong ra ngoài luôn nha quý vị. Xe này bên Tâm bán là 380 triệu ạ. 380 triệu là có ngay con Camry đẳng cấp thương gia, hạng sang thật sự. Xe này thì nó gồm có 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương gập điện auto và kết hợp xi nhan. Camry thì ghế điện hai bên nha. Tâm cũng không cần mô tả nhiều ha, chỉ quay về chất lượng và giá thành thôi. Thì cô chú anh chị cứ coi, nếu mà sản phẩm này làm cho nhà mình cảm thấy vừa ý thì hãy gọi điện bên Tâm nha. Theo số điện thoại là 0917 215 512 nè. Camry đẹp, sang, đẳng cấp. Giá thành thì chỉ có 380 triệu thôi ha. Bên Tâm sẽ ký ủy quyền hoặc là ký mua bán cho nhà mình luôn. Và biển số là Đồng Nai. Biển số Đồng Nai, góc Đồng Nai 60A95553. Biển số đẹp nha. Đèn đuốc của nó rin và sáng đến mức độ này luôn nha quý vị. Rin và sáng đến mức độ này luôn. Camry nè. Không. 2.4G nè. Đó, những cái nét chữ số của nó rất là rõ ràng. Đây là cái logo của nó ha. 380 triệu nha quý vị, 2007. Xe này thì bây giờ là đăng kiểm 6 tháng 1 nha. Và mãi mãi không hết đời ha. Và 6 tháng là mức thấp nhất rồi, không còn thấp hơn nữa ha. Cứ 6 tháng là đăng kiểm một lần. Cái bù lại lớn nhất là mình sở hữu được một cái thương hiệu Toyota Camry, một cái đẳng cấp của thương gia. Nhưng mà giá thành thì cực kỳ là hợp lý. Xe này giờ cô chú anh chị có thể là sử dụng cho gia đình nè, làm của nè, rồi sinh hoạt để làm phương tiện đi lại nè, và ngoại giao cực kỳ là tốt luôn, bởi vì đây là thương hiệu của Camry ha. Nếu như mà mình không có am hiểu nhiều thì nhìn cái Camry thôi chứ cũng không biết đời bao nhiêu, nó rất là sang trọng luôn đó. Chỉ có những người sành xe họ mới nhìn xe này, họ mới biết là 2007 2008, chứ thực ra mình lên con xe này bây giờ nó vẫn còn phong độ ha, vẫn còn phong độ và đẳng cấp luôn. Tâm cho nhà mình coi nha. 4 thắng đĩa ABS luôn. Vỏ lớp là còn tuyệt vời. Vỏ là còn khoảng 80 trở lên ha. Vỏ còn 80 trở lên. 4 thắng đĩa ABS và mâm là không có vết trầy luôn nha. Đăng kiểm còn tới tháng 8 năm 2022 nha quý vị. Màu này là màu ghi vàng nha. Người ta còn gọi là màu vàng cát nha quý vị. Màu ghi vàng, màu vàng cát á. Vỏ lớp là còn rất là ok. Góc là góc Đồng Nai ha. Chất xe thì đẹp, vỏ ok, chạy im ru. Và mình thùng là thẳng bon luôn nha. Nước sơn rất là đẹp và không có một vết trầy luôn. Riêng con xe này Tâm bảo đảm cho nhà mình là về không tốn 1.000 nha. Bởi vì vỏ còn tốt, máy móc thì im ru, và đồ chơi là full hết. Nội thất thì rất là sang và rất là đẹp luôn. Bên Tâm bán 380 là Tâm hỗ trợ hồ sơ nha. Có màn hình Android nè. Và bộ ghế da rất là xịn. Đây là bộ ghế da xịn và mắc tiền chứ không phải loại thường nha quý vị. Qua lăng cần số là còn riêng, chưa có may lại ha. Thì chứng minh được một điều là cái xe này nó rất là cứng nha. Tâm cho nhà mình coi cái vô lăng của nó nè. Đó, nhà mình thấy không? Cái vô lăng mà còn đẹp dày nè. Thì chứng minh được một điều là cái xe này khá là cứng nha. Vô lăng đẹp lắm và củ số cũng đẹp nha. Màn hình Android và xịn luôn. Màn hình to xịn. Đồ chơi full hết và xe này là bảo đảm rất là tươi luôn. Cái nội thất của nó mới len keng. Đây, anh chị mình thấy ha. Ghế điện da xịn, củ số, vô lăng khoái nhất là cái vô lăng củ số này. Chất xe nó còn cứng lừ. Gương gập điện auto, công tắc còn rất là chỉnh chu và mới. Mấy công tắc là có điện hết nha. Lạnh auto mình nhìn thấy mới không quý vị? Cam trước là cam hành trình đó. Cam trước, cam sau, túi khí an toàn đầy đủ, tắp bi tươi lắm và mới lắm.
Cái đây là cũng là auto luôn nha, gương điện bên phụ bên tài gì là auto hết, ốc là chưa mở con nào nha quý vị. Đây, mặc dù là xe này 207 thôi nhưng mà ốc đồ còn riêng hết và còn chấm sơn kiểm định hết nha. Lo là lo, trời ơi, cái dàn lo Camry này mà nó mở nhạc một cái thiệt, nghe mà mê luôn á. Lo Camry nè, mở nhạc hay lắm. Keo chỉ là full hết nha, và rất là mới luôn, chân cửa là không có một cái vết xét luôn. Máy tấp bi cửa nè, mới tinh nè. Đây là con xe đẹp nha quý vị. Bản lề còn mới 7 màu luôn nha. Ốc tán nè. Trần nỉ nguyên rin, chưa có bọc lại gì hết ha. Đẹp quá quý vị ơi. Cái nội thất này nhìn vô là thấy chịu liền luôn. Nội thất này là nhìn vô là mê luôn á quý vị. Nhìn cái nội thất là thấy mê luôn. Nước sơn bên ngoài là không có một vết trầy luôn. Và bóng ngáo luôn. Nội thất của nó nè. Cái gia chủ này là cũng thuộc tiếp người là chịu đầu tư xe nha. Đến nơi đến chốn nha. Và tấm bán xe này là 380 nha quý vị. Một con xe xứng đáng đồng tiền bát gạo ha. Lên nhìn cái xe là thấy ưng cái bụng liền luôn. Không có điểm yếu, điểm khuyết nào hết nha. Toàn là một thế mạnh. Bốn cái gương gặp bốn cái gương đều là gương auto hết nha, trước và sau. Auto hết. Tắp lô tắp bi mới tinh luôn. Keo chỉ. Tắp lô tắp bi. Cửa nẻo nè quý vị. Nè. Ghế điện, nhớ ghế. Nè. Gặp gương. Điện anh Cường, coi anh Cường điện anh chi ơi. Mới quá quý vị ơi. Một con xe đẹp nha. Và ốc tán nè quý vị. Sản xuất 207 nha. Form mới rồi ha. 78 giống nhau nha. 789 hình như là giống nhau luôn, chỉ qua 2010 mới khác thôi. Rất đẹp nha quý vị. Máy im ru. Nội thất cực đẹp. Có cửa gió sau luôn nha. Đây cửa gió sau. Keo chỉ nè. Mới lắm nha quý vị. Rất là đẹp, mới ken luôn. Phải nói cái gầm của nó sáng bóng 7 màu. Keo chỉ là không mắc phân nào hết nha.
máng đèn, hai cái máng đèn hai bên. Có chỗ này nó bị tróc tróc mí sơn nha. Cái thùng của nó rộng quá quý vị ơi, thùng của nó rộng kinh nè. Đây là bánh xe cua nha, và đầu ngời nha. Đây bánh xe cua mới lắm, cái thùng mới đẹp lắm, thùng rất là đẹp. Gầm của nó nè, gầm 7 màu luôn đó quý vị. Đúng là một con xe chắc, người ta đi người ta gìn giữ á. Xe này là thuộc tiếp dòng xe thương gia nha. Đó, anh chị mình thấy không, một con xe sang đẳng cấp không, quá đẳng cấp đúng không, quá mới luôn. Cái máy của nó im mà nổ mà đứng gần không nghe luôn nha quý vị. Nội thất đẹp keng luôn. Tâm chốt của nhà mình là 380 triệu nha. Nhà mình có thể liên hệ trực tiếp bên ô tô Duy Tâm theo số điện thoại là 0917215512 ha. Xe này lên chạy là chỉ biết khoái và ghiền thôi nha quý vị. Không thể nào chê được một cái sản phẩm tuyệt vời. Thì cô chú anh chị mình cũng biết ha, Camry mà đâu có lúc nào mà lỗi thời hay là bị rớt giá đâu, lúc nào nó cũng đỉnh nhất. Dòng xe mà tầm tiền 1 tỷ mấy, tỷ mấy là Camry là lúc nào cũng là đạt danh số và được sự lựa chọn rất là nhiều của từ khách hàng hạng sang. Tâm sẽ mở cái máy lên cho nhà mình coi nha. Tóm lại một điều là xe này nó đẹp từ đầu tới chân nha quý vị. Phải rất đẹp nữa chứ không phải đẹp vừa nha. Máy đang nổ và không có một tiếng động luôn. Em sẽ mở cái capo lên cho nhà mình coi ha. Cam trước cam sau, vỏ lốp còn ngon, đăng kiểm còn dài. Máy thì im không nghe một tiếng luôn. Đây cái máy của nó nè. Và tâm cảm nhận được một điều là ốc capo này hình như là chưa có dấu hiệu tháo luôn nha. Ốc capo là chưa có dấu hiệu tháo luôn nha quý vị. Máy này chứng minh được một điều là máy này còn rin nha. Và mình thấy cái xe mà cabo chưa mở là tự tin lắm luôn. Bởi vì cabo mà chưa mở thì thường thì nó sẽ không có đụng chạm tới máy và nó sẽ không có bị đâm đụng. Keo chỉ là full hết nha. Chân phuộc rồi nè, chưa có thấy dấu hiệu gì hết và còn rất là mới luôn nha quý vị. Bình ắc quy là bình khô, và cái điều đặc biệt đáng nói là cái máy này nó khô ren à, và nó êm ru. Đây là cục thắng ABS 4 bánh nè. Chân phuộc chân đồ nè, nhìn nó còn mới lắm. Một con xe đẹp thì không thể nào so sánh với một cái dạng mà bình bình hay là bèo bèo được nha. Đây là con xe rất đẹp nha quý vị. Xương đầu xương ngang là không có một cái vết dấu gì luôn nha. Tất cả những cái lỗ này còn tròn quay hết và chưa có tháo một con ốc nào hết. Cho nhà mình coi để nhà mình yên tâm khi mà đi xem ở xa hoặc là xem qua hình ảnh, qua online thì cứ điện trực tiếp cho Tâm rồi Tâm sẽ nói thêm về chất lượng của em nó. Thì đây chính là một con xe mà đáng để được mua sắm về phục vụ cho gia đình của mình. Và chất xe thì nó đẹp tuyệt vời và nó rin. Thật sự là với thời điểm hiện nay mà cô chú anh chị có thể tìm được một con Camry mà nó rin và nó chất như vậy cũng không phải là dễ ha. Rất là khó luôn. Nhưng mà bên Tâm có nhiều anh em hợp tác đi tìm kiếm những sản phẩm từ trong dân rồi phục vụ cho bà con, đưa lại cho Tâm về phục vụ cho bà con. Thứ nhất là Tâm cũng kiếm được cái đồng lời, thứ hai nữa là cũng có những sản phẩm độc lạ ngon chuẩn chất lượng để về phục vụ cho cô chú anh chị. Đây chính là một sản phẩm tốt, cô chú anh chị có thể mua và yên tâm khi đến tại Salon ô tô Duy Tâm. Không phải là riêng cái xe Camry này mà tất cả những sản phẩm khác bên Tâm cũng đều có những cái chính sách bảo hành, chế độ quay đầu và mua bán sản phẩm giá trị như thế nào và cam kết ra làm sao. Cô chú anh chị hãy liên hệ trực tiếp bên ô tô Duy Tâm nhé, theo số điện thoại là 0917215512 nhé. Tâm xin kết thúc video và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha.